về già, chi tiền vào ba chỗ này là chết. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, có một sự thật mà Ngẫm Sự Đời tin chắc chắn rằng ai nghe xong cũng phải gật gù thừa nhận, đó là cuộc sống của con người thực sự không thể tách rời tiền bạc. Hơn nữa, kiếm tiền giống như tích cát xây tháp, mà tiêu tiền lại giống như nước chảy xuống biển. Nếu không biết cách quản lý tài chính, thì dù cơ ngơi của quý vị có từng chất thành núi đi chăng nữa, thì sớm muộn cũng sẽ bị hao mòn. Khi về già, nếu may mắn có được những đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo, thì chúng sẽ báo hiếu bằng cách chăm sóc, phụng dưỡng quý vị. Thế nhưng, nếu con cái không có dư giả tài chính, điều kiện kinh tế eo hẹp, thì liệu chúng có đủ khả năng làm được điều này hay không đây? Liệu lúc này chúng có hiếu thảo hay không? Vậy nên, tự bản thân chúng ta có sự chuẩn bị cho tuổi già của mình vẫn là cách tốt nhất quý vị ạ. Để những năm tháng tuổi già được an nhàn và hạnh phúc, người khôn ngoan không tiêu tiền vào ba vùng cấm này. Quý vị cùng theo dõi để kiểm soát chi tiêu của mình ngay từ bây giờ quý vị nhé. Chỗ thứ nhất, chi tiền cho những khoản không cần thiết. Một người khôn ngoan chắc chắn biết rằng tiền sẽ nhanh chóng cạn kiệt nếu như chúng ta không có kế hoạch tiết kiệm. Thay vì phung phí, mua sắm những món đồ không cần thiết, chi tiêu xa xỉ, vay mượn, dùng trước trả sau, ở những năm tháng tuổi già, cách tốt nhất mà quý vị nên làm là học cách tiết kiệm. Ví dụ thế này, quý vị bỏ tiền mua một chiếc xe đạp tập thể dục. Trong đầu quý vị vẽ ra bao nhiêu cảnh tượng, nào là sáng mình sẽ chăm chỉ dậy sớm đạp xe, chiều cũng lấy xe ra làm vài vòng để xả stress. Nhưng vì không đủ kiên trì nên chỉ sau vài lần sử dụng thì quý vị đã vứt nó vào một xó. Thế thì có thể coi đây là hành động ném tiền qua cửa sổ được hay không? Vậy nên nếu không muốn tình trạng này tái diễn nhiều lần thì trước khi mua bất cứ món đồ nào, quý vị cũng hãy suy nghĩ thật kỹ xem mình có thực sự cần đến và đủ quyết tâm để sử dụng nó thường xuyên hay không, quý vị nhé. Nếu không có kế hoạch chi tiêu hợp lý cho mình, đến một ngày nào đó, quý vị sẽ rất dễ rơi vào trạng thái chi tiêu vượt ngưỡng. Trong khi đó, ở những năm tháng tuổi già, tiền ra như nước, tiền vào nhỏ giọt, bởi nguồn thu nhập chính chỉ là lương hưu. Chỉ khi thay đổi suy nghĩ chi tiêu vô tội vạ thành tận hưởng những thứ sẵn có, thì quý vị mới có thể bình yên hưởng tuổi già với số tiền tiết kiệm đã tích lũy. Chỗ thứ hai, chi tiền cho những việc không nắm chắc. Không biết quý vị có hay theo dõi báo đài không? Thời gian gần đây, hàng loạt những chiêu trò như mời tham gia khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí, thậm chí là tổ chức hẳn tour tham quan không đồng đi các tỉnh. Nhưng thực chất đều là tạo lòng tin để dụ người tham gia mua đồ gia dụng, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ với giá trên trời, được phổ biến rộng rãi. Đặc biệt, khách mời của những chương trình này chủ yếu là người cao tuổi, những người nhẹ dạ cả tin, dễ mắc bẫy mua hàng. Chúng hứa hẹn sẽ trả lại tiền, nhưng khi các thượng đế móc hậu bao ra số tiền cả gần chục triệu đồng thì chúng cao chạy xa bay. Đáng lo hơn, các đối tượng này thường nhờ những người có uy tín tại địa phương như trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đưa giấy mời tận tay người dân. Thậm chí còn gửi giấy mời thông qua tổ chức hội người cao tuổi để nhờ đưa giấy mời đến tay hội viên nhằm tạo niềm tin. Những vụ việc như thế này đã được các cơ quan chức năng ở nhiều địa phương lên tiếng cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục xuất hiện các nạn nhân mới. Cách đây chưa lâu, người cao tuổi ở xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ được một công ty mời đi thăm mô hình trồng nấm, kết hợp du lịch miễn phí tại Bắc Ninh và Lạng Sơn. Đã có hàng trăm cụ già tham gia chương trình này. Theo lời kể lại của một cụ bà, thì xuất phát từ Thượng Vực từ 6 giờ sáng. Sau khi thăm đền đô Bắc Ninh, trưa cùng ngày, đơn vị tổ chức chuyến đi mời đoàn dùng bữa trưa tại thành phố Bắc Giang. Khi bữa cơm còn chưa dứt, thì có một nhóm người đến giới thiệu các loại thuốc bổ xâm nhung, viên điều trị tai biến. Với những chiêu như mua hai tặng một, bốc thăm trúng thưởng, lợi dụng tâm lý muốn được tặng quà khi mua hàng,
nhóm đối tượng này đưa ra một loạt chiêu bán hàng khéo léo mà khách tham gia rất khó lòng từ chối, như mua hàng xong trả lại tiền hoặc mua một tặng một để thu hút sự quan tâm và tạo lòng tin đối với đoàn khách tham quan. Những lời quảng cáo ngon ngọt về công dụng tuyệt vời của sản phẩm, số lượng sản phẩm có hạn, các đối tượng đã nhanh chóng lấy được lòng tin, từng bước dụ dỗ, lôi kéo mọi người mua các sản phẩm. Ban đầu, nhóm này chỉ bán những sản phẩm có giá 20.000 đến 100.000 đồng, nhưng về sau có sản phẩm lên tới 2,5 triệu đồng. Mua sản phẩm gì thì sẽ được hoàn lại đầy đủ số tiền đã bỏ ra. Với tâm lý mua nhiều để được tặng nhiều, không ít người cao tuổi ở xã Thượng Vực hôm ấy đã bỏ ra tiền triệu để mua. Thậm chí có người còn vay mượn tiền để được sở hữu những sản phẩm mà không biết thực hư chất lượng thế nào. Sau khi đã dụ được hầu hết thành viên của đoàn du lịch hôm ấy, nhóm người bán hàng lên xe chuẩn mất. Chỉ đến khi về nhà và kiểm tra các sản phẩm đã mua, những ông già, bà già mới biết mình bị lừa. Không riêng gì những người cao tuổi ở xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ bị nếm trái đắng, mà rất nhiều địa phương trên cả nước cũng xảy ra tình trạng này. Có thể thấy, người cao tuổi luôn là đối tượng mà những kẻ lừa đảo hướng đến, đúng không ạ? Trong nửa sau của cuộc đời, quý vị buộc phải có sự ổn định bản thân và dành nhiều thời gian cho mình. Dù không quá thành công cũng không sao, chỉ cần quý vị có thể sống một cuộc sống đơn giản, biết đủ là phúc. Những mối làm ăn lớn, những cơ hội béo bở, quý vị cần bình tâm một đoạn thời gian rồi hãy quyết định sau. Mọi thứ vào độ tuổi ngũ tuần đều nên nắm bắt thật kỹ rồi hãy hành động. Nếu bản thân cảm thấy mơ hồ thì tuyệt đối đừng làm quý vị nhé. Bất kể rủi ro nào xảy ra trong giai đoạn này cũng đều đáng sợ cả quý vị ạ. Chỗ thứ ba, chi tiền để trả nợ cho con cháu. Hơn 2 năm nay, vợ chồng cụ Hồ Tăng Quang, hiện 93 tuổi, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, phải sống trong cảnh bất an vì các nhóm đòi nợ liên tục đến nhà, yêu cầu phải trả nợ thay cho con gái là chị Hồ Mỹ Phụng, 44 tuổi. Trước đó, chị này vay nặng lãi nhưng không có khả năng trả và đã đi đâu không rõ. Sự việc xảy ra gần nhất vào ngày mùng 8 đến mùng 9 tháng 9 vừa qua. Một nhóm gần 20 người đến nhà xưng là Giang Hồ Hải Phòng, đến đe dọa, ném sơn và phân vào nhà, yêu cầu ông Quang trả nợ. Ông Quang cho biết, vợ chồng ông cùng quê Quảng Nam vào Sài Gòn lập nghiệp bằng nghề dệt vải và tạo lập được nhiều nhà đất. Trong 4 người con, chị Phụng là con gái út, đã có gia đình riêng. Ông Quang cho biết, vợ chồng ông cùng quê Quảng Nam vào Sài Gòn lập nghiệp bằng nghề dệt vải và tạo lập được nhiều nhà đất. Trong 4 người con, chị Phụng là con gái út, đã có gia đình riêng. Lần đó, chị Phụng xin lỗi, hứa sẽ thu chí làm ăn. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 1 năm sau, ông Quang phải ngậm đắng bán đi căn nhà mặt tiền đường lớn để trả số nợ cho con gái gần 30 tỷ. Lúc đó tôi nghĩ nó thế nào cũng là con mình, xảy ra chuyện như vậy nó cũng không muốn. Ông Quang nói buồn, ông cũng mong chị Phụng biết sai mà dừng lại, xong không được. Tôi không biết nó vay để làm gì, vay bao nhiêu tiền, nó bỏ trốn, người ta tìm 2 đứa con nó và vợ chồng tôi đòi. Tôi đã viết di chúc để hết tài sản cho 4 anh em nó, nhưng vì không đành nhìn thấy nó chịu khổ vì nợ nần mà đã sửa di chúc bán nhà trả thay. Giờ vợ chồng tôi già rồi, không làm gì ra tiền cả, chỉ có căn nhà đang ở làm nơi thờ cúng, ông tâm sự. Vợ chồng ông vẫn chưa được yên, nhà tôi phải đóng cửa cả ngày, không dám ra đường giao lưu với ai vì sợ người ta đến gây hấn, ông Quang nói. Gần đây, con nợ lại kéo đến đòi sát mặt, tuyệt vọng, ông tới tòa án quận xin làm thủ tục từ con để được yên ổn, nhưng không được giải quyết. Ông muốn cắt khẩu của con gái, nhưng chị Phụng bỏ đi đã lâu, không liên lạc được nên cũng rơi vào bế tắc. Tôi xin tuyên bố, nó không phải con tôi. Từ giờ nó làm gì, ốm đau, bệnh tật hay bị người ta đe dọa, tôi cũng kệ. Mấy người cho vay, đừng cho người đến nhà tôi đòi nữa, ông Quang tha thiết cầu xin. Có rất nhiều quý vị ở đây
đã hoặc vẫn đang đặt ra một câu hỏi rằng cha mẹ có cần gánh món nợ của con cái không? Về điều này thì cũng còn tùy vào hoàn cảnh nữa quý vị ạ. Ví dụ như khi con muốn phát triển sự nghiệp, cha mẹ nên ủng hộ tùy điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, nếu con làm việc xấu, nợ cờ bạc, cha mẹ nên dùng lý trí để giúp cần câu, không giúp con cá. Nếu vì con mà cha mẹ dốc mọi tài sản của cải ra cứu con, họ sẽ mất chỗ dựa kinh tế ở tuổi già, trong khi đứa con mặc nhiên coi đó là trách nhiệm của cha mẹ, từ đó hình thành thái độ dựa dẫm. Quý vị muốn giúp con vượt qua bế tắc lâu dài, điều mà quý vị nên làm là đưa cho con cần câu và hướng dẫn cách sử dụng chiếc cần câu, làm sao để thu về nhiều cá thay vì tặng cá cho con. Cha mẹ nên động viên để con vượt qua khó khăn thay vì đứng xa nhận mọi nợ nần về mình. Ngẫm sự đời từng biết, một số bậc phụ huynh lớn tuổi vì quá thương con mà dùng hết tài sản, tiền tích lũy được từ thời đi làm mà trả nợ cho con. Con cái nên hiểu rằng những tài sản đó là chỗ dựa tinh thần tuổi xế chiều của cha mẹ. Mất đi rồi, cha mẹ về già sẽ không xoay sở được. Việc gánh vác nợ nần có thể khiến con mặc nhiên coi đó là trách nhiệm của cha mẹ. Từ đó hình thành thái độ ỷ lại, trông chờ vào cha mẹ mỗi khi con cái nợ nần. Trên đây là ba vùng cấm mà là cha mẹ quý vị cần tránh chi tiền. Một khi quý vị chi tiền vào những vùng cấm này thì sẽ rất dễ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của mình. Quý vị cần hết sức chú ý nhé. Quý vị thân mến, người xưa vẫn có câu, sông có khúc, người có lúc, tức người sống ở trên đời sẽ gặp những thời điểm khó khăn, không phải khi nào cũng thuận buồm xuôi gió. Thực tế khó khăn hay thất bại là một phần tất yếu của cuộc sống. Quý vị cần mạnh mẽ để vượt qua, chứ không phải đau khổ hay bi lụy. Định mệnh không bất công với bất cứ ai cả. Điều quan trọng là ở bản thân mỗi người thôi. Nếu khó khăn mà không biết phải làm thế nào, quý vị cũng có thể tìm đến những câu nói đúc rút của người xưa. Đừng chủ quan cho rằng kinh nghiệm của người xưa là lạc hậu. Đó chính là sự kết tinh của trí tuệ nhiều thế hệ, là bài học cuộc sống cho hậu thế đời sau. Một trong số những lời dạy hữu ích mà người xưa để lại cho con cháu đó là không tiền không đâm đầu vào ba việc, khó khăn không tơ tưởng ba người. Ý nghĩa của lời dạy này là gì? Quý vị đã áp dụng được bao nhiêu điều rồi? Hãy cùng ngẫm sự đời tiếp tục theo dõi nhé. Vế đầu tiên, đó là không tiền không đâm đầu vào ba việc. Những lúc khó khăn, nghèo khó, ta luôn nghĩ làm sao để kiếm được nhiều tiền nên rất dễ mắc sai lầm, không khéo còn mất hết. Vì thế khi khó khăn, tuyệt đối tránh ba việc sau đây. Việc thứ nhất, làm ăn lớn mà không chắc chắn. Khi không có tiền, con người ta thường khao khát làm giàu và giàu lên một cách nhanh chóng. Thế nhưng cách làm giàu này thường đi kèm với vô vàn rủi ro mà có lẽ quý vị sẽ không thể nào lường trước được. Sự cám dỗ của hình thức kinh doanh này rất lớn. Đầu tư lớn đồng nghĩa với lợi ích lớn. Thế nhưng lợi ích và rủi ro luôn tồn tại song song. Ai cũng mong ước có thể đổi đời trong một đêm, nhưng đây chỉ là ước mơ xa vời. Người xưa dạy rằng tham nhưng kham không nổi, sức mình ăn được bao nhiêu mình biết, đừng nên quá tham lam. Nếu đầu tư vào những vụ làm ăn lớn không ổn định, khả năng thua lỗ sẽ rất cao. Đặc biệt khi túng thiếu, đừng vội vàng đầu tư vào những mối làm ăn lớn mà chính quý vị còn đang không chắc chắn nhé. Việc thứ hai, việc làm ăn phi pháp. Khi túng thiếu, tuyệt đối đừng chó chạy đường cùng mà tìm tới làm ăn phi pháp. Cũng đừng tự an ủi rằng khi kiếm đủ sẽ dừng lại. Dừng tay kịp thời sẽ không ai phát hiện. Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Làm ăn phạm pháp sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Có rất nhiều người, một khi đã lún sâu vào những phi vụ làm ăn này rồi thì sẽ rất khó mà dứt ra. Sau đó quý vị cần hết sức chú ý bảo vệ bản thân mình trước tiên. Đừng vì một vài khó khăn trước mắt mà sinh nông nổi quý vị nhé.
kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, nỗ lực phấn đấu, nhất định sẽ có ngày chuyển mình. Dính vào việc phạm pháp chẳng khác nào tự đi vào đường cùng. Khả năng trở lại chỉ là con số không mà thôi, quý vị ạ. Việc thứ ba, hợp tác làm ăn. Việc hợp tác làm ăn có thể tiết kiệm vốn đầu tư, nhưng vẫn mang lại nhiều rủi ro. Lòng người vốn khó đoán, làm sao quý vị có thể chắc chắn được họ thực sự muốn hợp tác với bạn mà không có mục đích khác? Đặc biệt, trong những lúc khó khăn, phòng ngừa vẫn hơn. Chưa kể, việc hợp tác làm ăn còn có thể xảy ra nhiều tình huống tranh chấp vô cùng tế nhị. Có thể ban đầu hai bên đã thỏa thuận ổn thỏa với nhau, nhưng đến khi vận hành lại xảy ra mâu thuẫn. Trong đó có cả vấn đề lợi ích tiền bạc. Đặc biệt, khi hợp tác với người quen, người thân thiết càng phải chú ý kẻo sau này lại phát sinh thêm nhiều rắc rối. Đang thân thiết lại chẳng thể nhìn mặt nhau được nữa đâu. Tiếp theo, khó khăn không tơ tưởng ba người. Thứ nhất là quý nhân. Quý vị thân mến, con người những lúc gặp khó khăn đều mong muốn có quý nhân xuất hiện giúp đỡ. Tuy nhiên, càng khó khăn càng không nên ảo tưởng ngồi đó chờ đợi quý nhân xuất hiện. Quý vị đâu dễ gặp như thế, có thể cả đời này quý vị cũng chưa chắc đã gặp được quý nhân. Tại sao phải mong cầu lúc thất vọng tột cùng? Càng khó khăn càng không nên ảo tưởng ngồi đó chờ đợi quý nhân xuất hiện. Chưa kể, nếu có quý nhân xuất hiện đi chăng nữa, liệu họ có thể giúp quý vị vượt qua khó khăn? Có thể họ chỉ giúp chúng ta được chừng 10% thôi. Phần còn lại, quý vị vẫn phải dựa vào chính mình. Quý nhân chỉ có thể cho chúng ta chút lửa ấm khi tuyết rơi, không thể sưởi ấm cho chúng ta cả mùa đông lạnh giá. Sống trên đời, bản thân là thứ tất yếu, cứ tơ tưởng kỳ vọng vào quý nhân là điều vô cùng cấm kỵ. Thứ hai là người yêu. Nhiều người trong lúc yếu đuối nhất luôn hy vọng có người mình yêu thương ở bên, ít nhất có thể an ủi, động viên cho ta cảm giác an toàn. Thế nhưng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đừng ỷ lại vào một ai đó. Lòng người là thứ khó nhìn thấu nhất. Hôm nay người ta nói yêu quý vị hết lòng, nhưng biết đâu ngày mai cũng chính họ lại là người khiến quý vị bị tổn thương. Nếu quý vị toàn tâm toàn ý tin tưởng một người, toàn tâm toàn ý phụ thuộc vào họ, nếu một ngày họ rời đi, liệu quý vị có chịu nổi được không? Chưa kể nếu họ rời đi đúng lúc quý vị đang khó khăn, đau khổ, lại càng là bi kịch. Trong hoàn cảnh khó khăn, con người vốn đã yếu đuối, lại thêm đả kích có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thứ ba là kẻ thù. Kẻ thù là những người đầu tiên luôn mong muốn quý vị sống không được tốt. Quý vị càng khó khăn, kẻ thù càng đắc ý. Những lúc như vậy, nếu nghĩ tới kẻ thù sẽ khiến quý vị thêm áp lực, tâm lý hóa nóng nảy, vội vàng, bốc đồng trong hành động. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Khi vượt qua khó khăn rồi, trở lại thời hoàng kim, lúc đó quý vị thoải mái mà cười chê kẻ thù sẽ càng sảng khoái hơn, không phải sao? Bốc đồng chính là ma quỷ, nó có thể khiến quý vị đưa ra những quyết định sai lầm. Khi khó khăn, quan trọng là phải giữ được tâm thế bình tĩnh, nỗ lực vượt qua thực tại, đó mới là điều đáng quý quý vị ạ. Quý vị thân mến, cuộc đời con người sẽ có những lúc thăng trầm. Khi giàu, ta sẽ thấy mọi việc vô cùng suôn sẻ, nhưng thực tế xung quanh lại ẩn chứa nhiều khủng hoảng lớn. Khi sa sút, nghèo khó, ta sẽ cảm thấy mọi thứ bế tắc đến cùng cực, nhưng thực tế còn phũ phàng hơn. Do đó, trong mọi hoàn cảnh, ta đều cần duy trì tâm lý cảnh giác. Không có lòng hại người, nhưng bắt buộc phải có lòng đề phòng người khác. Quý vị hãy ghi nhớ những điều mà Ngẫm Sự Đời vừa chia sẻ nhé, bởi vì đó là những điều mà tốt nhất chúng ta nên tránh xa để có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta rồi cũng đều phải trải qua tuổi trung niên và già cỗi. Sau nhiều năm làm việc hết mình, nỗ lực để có được cuộc sống đủ đầy, sung túc, ta cần nhận ra một số nguyên tắc sống phù hợp. Ở tuổi trung niên, điều mà có lẽ quý vị nào cũng mong muốn,
đó là có thể duy trì một cuộc sống bình yên, hạnh phúc và giữ gìn sức khỏe ổn định, sự dẻo dai, minh mẫn, đúng không nào? Không chỉ với những khía cạnh đó của cuộc sống, chuyện tiền bạc với người già cũng vô cùng quan trọng, nhất là từ tuổi 50 trở đi. Dù quý vị có khoản tiền tiết kiệm ít hay nhiều, cũng cần duy trì tiết kiệm ở 3 điều quan trọng sau đây để đảm bảo cuộc sống ổn định. Dẫu biết rằng từ xưa đến nay, hào phóng luôn là một đức tính tốt. Tuy nhiên, có những thứ phải ki bo một chút mới có lợi. Nếu quý vị muốn rút ngắn khoảng cách giữa nghèo và giàu, hãy học cách keo kiệt ở 3 phương diện này. Có vậy thì tiền mới ngày càng nhiều, cuộc sống mới đủ đầy, không lo túng thiếu. Vậy đó là 3 phương diện nào? Vì sao sau tuổi 50 lại càng nên ki bo keo kiệt với những khoản tiền đó? Ngẫm sự đời mời quý vị cùng lắng nghe và rút ra những bài học kinh nghiệm cho chính mình nhé. Phương diện thứ nhất, không tiêu tiền phung phí. Quý vị ạ, chắc chắn quý vị đều thấy một sự thật rằng đó là dù có ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì đồng tiền đối với chúng ta đều quan trọng. Nhưng có rất nhiều người chỉ đến lúc cần dùng tới tiền thì mới oán trách tại sao lại ít như vậy. Trong xã hội này, thứ cần tiêu tiền quả thực nhiều vô số. Mỗi ngày mở mắt ra là đều phải tiêu tiền. Không tiền một bước cũng khó đi. Sống ở đời, họa phúc không biết đường nào mà lần. Nhiều khi vẫn nên có cho mình một tài khoản tiết kiệm để phòng cho những tình huống bất ngờ xảy đến. Khi đã ở ngưỡng tuổi trung niên, những thông tuệ, nhạy bén dồn hết vào nửa đời trước, chúng ta càng thấy sự quan trọng của đồng tiền. Những lúc đau ốm, sức lao động sụt giảm nghiêm trọng, nếu như không có tiền để trang trải cuộc sống, bạn dễ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, khi ở ngưỡng tuổi trung niên, quý vị nhất định cần phải có một kế hoạch chi tiêu đúng đắn, phù hợp. Lúc này, quý vị cũng cần tự nhủ bản thân, tuyệt đối không được tiêu xài phung phí, tránh tình trạng trở tay không kịp lúc bệnh tật ập tới. Những người thông minh, cẩn thận sẽ luôn biết rằng tiền sẽ nhanh chóng cạn kiệt nếu như bản thân mình không có kế hoạch tiết kiệm, chi tiêu và đầu tư một cách hợp lý. Thay vì phung phí, mua sắm những món đồ không cần thiết, chi tiêu xa xỉ, vay mượn, dùng trước trả sau, thì quý vị nên học cách tiết kiệm. Điển hình như Bill Gates, với số tài sản lên đến 100 tỷ đô, tỷ phú này dễ dàng hưởng thụ cuộc sống xa hoa, muốn gì được nấy. Tuy nhiên, ông lại có tính cách đặc biệt tiết kiệm, chủ trương chi tiêu hợp lý và suy nghĩ kỹ càng trước khi mua. Bởi nếu như quý vị không có một kế hoạch chi tiêu thích hợp cho mình, đến một thời điểm nào đó, quý vị sẽ rất dễ rơi vào trạng thái vung tay quá chán. Tiền ra như nước, tiền vào nhỏ giọt. Dẫu biết rằng keo kiệt là không tốt, nhưng đôi lúc bạn cũng nên keo kiệt một chút đối với túi tiền của mình. Ở tuổi ngoài 50, dù có bao nhiêu tiền tiết kiệm để dưỡng già, cũng không nên chủ quan và tiêu xài vô tội vạ. Thay vì cứ đổ tiền cho những việc vô thưởng vô phạt, chúng ta hãy chi tiêu đúng lúc, đúng chỗ và ở một mốc tài chính nhất định. Khi quý vị già, chưa chắc các con đã kịp thành đạt giàu sang. Vì thế, quý vị không nên đặt gánh nặng tiền bạc lên các con, mà hãy chi tiêu phù hợp để hạn chế phiền toái. Nhiều gia đình, khi cha mẹ chi tiêu vô tội vạ, đặt gánh nặng tài chính lên con cái, còn dễ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Phương diện thứ hai, không tự ý cho người khác vay tiền. Quý vị có đồng ý với ngẫm sự đời rằng, vay mượn tiền xưa nay vẫn là vấn đề nảy sinh, nhiều câu chuyện khó xử. Khi chúng ta có sức lao động, công việc ổn định, việc cho người khác vay tiền sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng, đối với người ở độ tuổi trung niên, việc tự ý giúp đỡ người khác nhiều khi sẽ rước họa vào thân. Lý do là bởi vào thời điểm này, chúng ta không thể kiếm tiền sỏi như hồi còn trẻ. Số tiền mà chúng ta tiết kiệm là để phòng trường hợp đau ốm khẩn cấp. Nếu như mang số tiền đó cho vay, lúc bạn cần gấp, chưa chắc người ta đã kịp trả lại. Nếu như có tài chính dư giả đủ để giúp đỡ người khác, thì quý vị cũng cần thẳng thắn nói với người ấy về thời gian vay nợ. Có những thứ tiền có thể cho vay đi, chẳng hạn như tiền cứu mạng, tiền nuôi con ăn học. Những tiền này khi cho vay
đều là đang tích đức cho mình. Nhưng có những thứ tiền không nên cho vay, kẻo sức họa vào thân. Với những kiểu người không biết ơn cũng đừng nên cho vay. Cho người không giữ chữ tín vay thì chẳng khác nào cầm bánh bao ném chó, một đi không trở lại. Cho người không biết ơn vay tiền chẳng có chút lợi ích cho bản thân. Đợi lúc mình cần tiền thì không chừng đòi họ còn gây ra mâu thuẫn giữa hai bên, tự rước họa vào thân. Nhìn chung, dù thế nào quý vị cũng cần lường trước nhiều tình huống, vì chuyện tiền nong rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Đừng để lòng tốt của bạn lại là thứ khiến bạn thiệt thòi. Phương diện thứ ba, không dung túng cho con cái. Trước đây, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ngẫm Sự Đời có đọc và rất nhớ. Cụ thể là hai vị phụ huynh vì con của mình mà xảy ra tranh cãi. Con anh đánh con tôi chảy máu mũi ngày hôm nay. Chắc con chỉ phải làm gì đó mới khiến thằng bé tức tối như thế. Đoạn hội thoại tiếp theo, Ngẫm Sự Đời xin phép được cắt vì nó đã leo thang lên đỉnh cao căng thẳng và rơi vào ngõ cụt. Cuộc chiến không phân thắng bại vì hai phụ huynh thì đều xù lông xù cánh bảo vệ con mình mà không cần tìm hiểu xem lỗi sai thuộc về ai, sự thật câu chuyện như thế nào. Quý vị chắc cũng không lạ gì với những câu chuyện như thế này nữa, đúng không nào? Kỳ thực, đây không phải là câu chuyện của riêng ai. Có nhiều trường hợp tương tự như thế khi cha mẹ chỉ vì muốn bảo vệ con mình đã quên mất nhìn lại con, dung túng cho mọi hành vi con lỗi của trẻ. Các nhà tâm lý học nói rằng những đứa trẻ được nuông chiều thực ra không thực sự muốn trở thành kẻ gây rối. Chúng mong muốn được cha mẹ dạy dỗ và ngăn chặn những hành vi ngỗ ngược, ích kỷ của chúng, chứ không phải là thỏa hiệp. Vì vậy, khi nhận ra con mình có những điểm sai lầm, hãy xem lại cách thức giáo dục con cái trước tiên, chứ không phải là tìm cách dung túng, bao che cho con, quý vị nhé. Ở tuổi trung niên trở đi, chúng ta cần dạy dỗ con cái một cách triệt để chúng trở thành người có ích cho xã hội, sống tốt đời, đẹp đạo, được người khác nể trọng. Nhiều bậc cha mẹ có tâm lý dung túng cho sai lầm của con cái, nên lớn lên, chúng trở thành người hư hỏng, không có phép tắc, không có tình cảm. Sau này, con trở thành kẻ vô tâm, bạc bẽo, thậm chí là bất hiếu, lúc này mới đau lòng, nhưng trách ai được đây? Chúng ta vẫn thường nghe nói tới một câu nói của người Trung Quốc xưa, tam tuế khán lão. Nghĩa của câu này là nhìn vào hành vi cử chỉ tính cách của một đứa trẻ lên ba là có thể đoán được về già đứa trẻ ấy sẽ như thế nào. Thói quen hình thành từ ngày bé sẽ ảnh hưởng đến tương lai, cuộc đời của con người. Đặc biệt là một số thói quen xấu, nếu người lớn dung túng mà không dẹp bỏ, kịp thời thay đổi thì sớm muộn sẽ có ngày trở thành đại họa, khó có thể cứu vãn. Thực tế là những đứa trẻ lớn lên trong sự dung túng, thả nổi không kèm cặp uốn nắn, sẽ luôn nghĩ mình là trung tâm, trở nên ích kỷ và vô kỷ luật, không biết cách hợp tác với người khác. Điều này sẽ khiến trẻ gặp rắc rối khi vào đời, bởi bố mẹ có thể dung túng cho con làm điều sai, nhưng xã hội sẽ không chấp nhận anh ta. Chính bởi thế, việc nuông chiều quá mức, thiếu uốn nắn, chỉnh đốn những sai trái ở trẻ là một hành động hết sức sai lầm của người làm bố mẹ. Thay vì dung túng bao che con, thì quý vị nên dạy cho con cái cách sống trách nhiệm với bản thân, gia đình của mình. Nếu cứ cưng chiều con quá mức, chúng dễ sinh hư và sống buông thả, không biết nỗ lực cố gắng, không có trách nhiệm với cuộc sống. Vì vậy, cách giáo dục của bạn khi con khôn lớn đóng vai trò quan trọng. Quý vị đừng quên dạy con trở thành một công dân tốt, một thành viên hoàn mỹ trong gia đình, và không cần sự quản thúc của ai, vẫn là người tử tế. Trên đây là ba phương diện mà người già tuyệt đối không nên hào phóng nếu không muốn mình tự chiêu mời họa đến với mình, quý vị nhé. Quý vị thân mến, Ngẫm Sự Đời vẫn nhớ một người bạn rất có trí tuệ đã từng nói câu như thế này: đời người cần phải uống được ba bát nước. Bát thứ nhất là bát nước lạnh bị người khác dội vào mặt. Bát thứ hai là mồ hôi mình đổ ra. Và bát thứ ba là nước mắt khi không được người khác thấu hiểu. Ban đầu, nghe câu này, Ngẫm Sự Đời không hiểu. Nhưng càng nghe, càng ngẫm, lại càng thấm, quý vị ạ. Có thể thấy, mọi khổ nạn trong cuộc đời đều đã có định số.
Và đây là điều không ai có thể trốn tránh được. Chỉ bằng cách uống cạn 3 bát nước này, coi như chúng ta đã nếm trải mọi cay đắng và bất lực, vượt qua vạn trùng khó khăn của cuộc đời. Vậy ý nghĩa của 3 bát nước này là gì? Vì sao mỗi chúng ta đều nên thử một lần? Quý vị hãy cùng ngẫm sự đời tiếp tục lắng nghe nhé. Bát nước thứ nhất, bát nước lạnh, bị người khác dội thẳng vào mặt. Quý vị ạ, đằng sau tất cả sự trưởng thành, không chỉ có những bó hoa thơm và những chàng pháo tay, mà còn có những gáo nước lạnh bị dội thẳng vào mặt. Lia, giám đốc bán hàng của tập đoàn ở phố Đông, Thượng Hải, đã từng chia sẻ câu chuyện kinh doanh của mình trong những ngày đầu khi mới đến công ty làm việc. Khi mới ra trường, anh phải làm việc rất vất vả. 7 giờ sáng đã phải đi làm, 10 giờ tối mới tan. Có nhiều hôm phải tăng ca đến 1 giờ sáng. Tuy vậy anh vẫn bị ông chủ mắng xa xà vào mặt. Lớn như vậy rồi, một chút kinh nghiệm đối nhân xử thế cũng không biết là sao. Ai lại nói những lời khô khan, nhạt nhẽo như vậy với khách hàng chứ? Ai đời người ta lại gửi mấy bông hoa xấu xí này cho khách hàng? Ai đời người ta khi ghé thăm khách hàng mà không mang một món quà nho nhỏ? Tại sao những điều nhỏ nhặt như vậy còn phải để người khác cầm tay chỉ việc là sao? Vân vân. Đối mặt với từng gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt như vậy, anh cũng từng oán trách và đâm ra buồn chán. Nhưng dần dần anh phát hiện ra rằng những ngày bị ông chủ mắng mỏ là khoảng thời gian anh trưởng thành nhanh nhất. Anh bắt đầu bước ra khỏi vùng an toàn của mình và không ngừng tự hỏi có giải pháp nào tốt hơn cho vấn đề này không. Khi bị chỉ trích vì ăn nói khô khan, anh đã chủ động trò chuyện với 3 người mỗi ngày và sửa chữa các vấn đề giao tiếp của mình từng chút một. Khi bị nói là không biết mua hoa, anh đã lượn một vòng tất cả các tiệm hoa để chọn được bó hoa đẹp nhất. Mỗi lần trước khi đến gặp khách hàng, anh đều chuẩn bị chu đáo một vài món quà nhỏ để tạo bất ngờ. Sau khi không ngừng đột phá bản thân, từ một nhân viên bán hàng bình thường, anh đã được thăng chức thành quản lý cửa hàng chỉ trong thời gian ngắn. Thậm chí còn được tổng công ty đặc biệt chọn làm người chủ trì bữa tiệc, người tổ chức xã hội chiêu đãi khách nước ngoài. Sau này, mỗi khi nhớ lại đoạn trải nghiệm này, anh đều nói, khi bạn không có kiến thức, không có kinh nghiệm, mà có người nguyện ý truyền dạy toàn bộ kinh nghiệm nhiều năm của họ cho bạn, điều chỉnh hành vi của bạn, ép bạn trưởng thành, đó thật sự là điều quá may mắn. Đây cũng là một câu chuyện mà chúng ta đáng học hỏi, đúng không ạ? Người sống ở đời, đừng sợ những lời chỉ trích. Chúng ta nên cảm ơn những người chỉ trích chúng ta, vì họ đang giúp chúng ta tiến bộ. Cuộc sống là một trường tu hành để hoàn thiện bản thân. Nếu như ngày hôm nay, quý vị có thể dũng cảm đón nhận những gáo nước lạnh dội vào người, coi mỗi thất bại là một lần cơ hội để tôi luyện bản thân. Thiết nghĩ trên đời này sẽ chẳng có khó khăn nào chúng ta không thể giải quyết được đâu, quý vị ạ. Bát nước thứ hai, mồ hôi của chính mình. Một thời gian trước, ngẫm giờ đời có xem một video rất chua xót. Một diễn viên đóng thế đã quay cảnh rơi từ tòa nhà xuống. Anh này không đeo dây bảo hộ mà phải nhảy từ tầng 3 xuống. Suýt chút nữa thì rơi ra khỏi đệm hơi, khiến người xem không khỏi hú vía. Sau đó, anh thẳng thắn nói trong buổi phỏng vấn rằng: "Tôi cũng sợ lắm chứ, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, tôi không muốn mất việc." Quý vị ạ, cuộc sống này của chúng ta vốn không hề dễ dàng. Vận mệnh sẽ đặt ra tầng tầng lớp lớp các trạm kiểm soát trên đường đời. Nếu quý vị không đổ mồ hôi trong một việc nào đó, không cắn răng vượt qua khó khăn thử thách, con đường nhân sinh của quý vị sẽ bước đi ngày càng khó khăn hơn. Chỉ bằng cách nỗ lực hết mình, chịu khổ chịu khó thì quý vị mới có thể mở ra con đường của riêng mình. Ngẫm sự đời, có một người bạn học tên Huy, năm ngoái bị thất nghiệp. Hơn chục năm trước, cậu ta từng làm việc cho một công ty vật tư nông nghiệp, công việc nhẹ nhàng và ổn định. Sau khi công ty phá sản do kinh doanh thua lỗ, cậu đã vay tiền để mua một chiếc xe công trình và sẽ nhận một số công việc trên công trường. Vì trước giờ đã quen làm công việc nhàn hạ, nên mới đến công trường được mấy hôm đã than mệt kể khổ. Một người công nhân khuyên cậu ráng cắn răng chịu đựng. Nghề này là thế, thời gian đầu sẽ vất vả một chút. Sau khi quen với công trường rồi, anh sẽ nhận nhiều công trình hơn mà thu nhập tất nhiên cũng sẽ cao hơn.
Tuy nhiên, Huy không nghe lọt tai, cậu quyết định rút lui, đi tìm một công việc bảo vệ, được ngày nào hay ngày ấy. Kết quả là cứ sau vài năm, Huy lại rơi vào cảnh thất nghiệp. Quay đầu nhìn lại, người công nhân đã khuyên anh lúc đầu giờ đã thành nhà thầu, có đội công trình của riêng mình. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, anh đều hối hận vì quyết định sai lầm lúc ban đầu. Hồi đó, nếu tôi sẵn sàng chịu đựng khó khăn, có lẽ bây giờ nói không chừng cũng được hưởng trái ngọt như người ta rồi. Chính như nhà văn Ngô Hiểu Ba đã nói, mọi điều tốt đẹp duy nhất đều lấy sự cố gắng vô song làm tiền đề, hoặc là mồ hôi, hoặc là máu, hoặc là phải bỏ ra lượng lớn thời gian. Quý vị phải nhớ một điều rằng, trên đời không có cuộc sống nào là dễ dàng cả. Chủ nghĩa anh hùng thật sự là sau khi biết được cuộc sống khó khăn như thế nào, ta vẫn chọn đối mặt với nó và vượt qua nó. Điều quý vị cần đó là phải chịu đựng. Chịu đựng cho đến khi xuân ấm hoa nở. Quý vị cần phải đi, đi cho đến khi thấy được ánh sáng cuối con đường. Chỉ cần quý vị luôn tin rằng những giọt mồ hôi đổ xuống sẽ biến thành dòng sông, mang lại phì nhiêu cho cả vùng đồng bằng rộng lắm của cuộc đời. Bát nước thứ ba, nước mắt không được người khác thấu hiểu. Có câu danh ngôn thế này: hiểu lầm là chuyện thường tình của cuộc sống, nhưng thấu hiểu trái lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Ông Inamori Kazuo, người được mệnh danh là ông hoàng kinh doanh Nhật Bản, khi còn trẻ, ông làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển của một công ty đang trên bờ vực phá sản. Để giải quyết vấn đề về sản phẩm, ông thường xuyên tăng ca đến tận đêm khuya, sau đó dứt khoát ăn ngủ tại văn phòng. Rất nhiều đồng nghiệp đều xem thường ông, thậm chí còn cười nhạo ông bận rộn mù quáng vì công việc. Trước những lời đàm tiếu của những người xung quanh, ông Inamori vẫn không động tâm và chuyên tâm vào công việc. Cuối cùng, ông đã phát minh ra một loại gốm sứ mới, mang lại một số lượng lớn đơn đặt hàng cho công ty sắp phá sản. Với sự giúp đỡ của những người khác, ông đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn gốm Kyoto, nay là Kyocera, chủ yếu sản xuất các sản phẩm gốm kỹ thuật, thiết bị in và thiết bị ngành ảnh ở tuổi 27. Nhớ lại những khó khăn trên con đường đã đi qua, ông Inamori nói: khi áp lực lớn đến mức sắp gục ngã, đừng nói với người khác, cũng đừng cảm thấy ủy khuất, bởi sẽ không ai thương xót bạn đâu. Trái tim có thể tan vỡ, nhưng đôi tay không thể nghỉ ngơi. Hãy làm những gì nên làm. Trong cuộc đời này, nếu như quý vị có người thấu hiểu mình, thì đó chính là một may mắn. Nhưng không có người thấu hiểu là chuyện bình thường, quý vị ạ. Thay vì cố gắng giải thích bản thân với người khác, chi bằng hãy để thời gian trả lời mọi thứ. Cuộc đời có muôn vàn khổ nạn, không bao giờ chỉ đến với riêng bất kỳ ai, cũng không mở lối tắt cho ai. Cuộc sống vốn không có mẹo hay bao giờ, đừng cứ mãi quanh quẩn ở ngã tư đường, cũng đừng than thở giữa đêm khuya. Cố gắng uống hết 3 bát nước này, chắc chắn quý vị sẽ có thể hăng hái bước về phía trước. Video ngày hôm nay của Ngẫm Sự Đời đến đây là hết rồi. Quý vị có đồng tình hay có thêm những chia sẻ nào khác với chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với Ngẫm Sự Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Bên cạnh đó, Ngẫm Sự Đời cũng mong rằng quý vị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình để nhấn nút yêu thích video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Đây cũng chính là nguồn động lực vô giá để đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.